Cái gì đây? Thành phố cổ phải không? Chào Kiểm tra coi. Trở lại với channel của mình, hôm nay mình trở lại với tựa game quen thuộc là Bonfire đó hả? Và như tập trước mình đã nói, hôm nay mình sẽ tìm một cái thành phố cổ Nakia. Và hình như hôm trước là mình có hôm trước là mình hình như mình có chơi là mình gặp được một thằng thông thái, nhưng mà giờ không biết nó đâu à. Nhớ có luôn mà ta. Hay à, phải tìm nó thôi. Hay không thấy thằng thông thái đâu hết. Luyện thép coi. Bỏ than. Không thấy luôn. Trung thực nhanh nhẹn chung. Ủa số kỳ vậy? What? Có thằng hình như đây phải không ta? Mình bỏ nó đâu đó, không phải này. Đây phải không? Đây thằng thông thái nó qua rồi mẹ. Đây nó đây. Là mấy bữa trước mình chơi nó sẽ làm thông thái thằng này nó đi vô, tại mình muốn lưu nó lại, nhưng mà tại mình thoát ra game sớm quá chắc nó không lưu được. Và tập này hôm nay mình sẽ tìm bí ẩn về thành phố cổ Nakia. Ok. Đây. Ủa? Không phải thông thái mấy bạn, nó phải thông thái rồi. Chết cha luôn. Thôi kệ, cho nó vô nó học thử mấy bạn. Không, hay là mình cho nó qua chiến binh. Để mình tìm, mình đã thử nhiều lần rồi mấy bạn. Mình sẽ cho nó qua chiến binh. Hiểu không? Đã thử nhiều lần rồi, nó bị điên á. Mà phải tìm thằng thông thái, mình sẽ chờ mấy bạn. Ê, quên lộn xe thường lộn thiền. Nó giáp thép, kim thép, ok. Mình sẽ chờ để có thằng tới mày. Rồi mình sẽ skip qua đoạn này. Ok các bạn, để tránh tập này nhàm chán thì mình sẽ lấy thằng này cho nó làm học giả. Cho nó làm học giả luôn. Nếu mà nó bị điên á là chắc chắn chỉ có nhà thông thái mới làm được thôi. Tại không biết mấy thằng này thì hình như nó có tỷ lệ là 50-50 là điên đó. Nói chung là tỷ lệ điên khùng nhiều hơn hiểu được cái văn thư cổ. Giờ mình chỉ có là làm một cái là gọi là gì ta, là chính xác để mình đi tìm hiểu tất cả cái hang. Tại cái hang hôm bữa mình chỉ tìm được có 30% thôi, tại qua ba bước kia là mình bị chết rồi. Và các bạn có thể thêm lại tập 4 và bạn có thể biết là nhân sự của mình sẽ mỏ than gì có thằng vậy. Mình sẽ một mảnh thiên thạch. Ok hả? Chân gia thuộc. Ok. Vào tới mùa đông rồi. Mùa đông là làm việc khá là chậm. Và mình khá là nhiều sắt nha. 270 mấy một văn thư cổ. Mình sẽ mua thêm một văn thư cổ nữa. Hai. Và không biết cái thằng học giả nó có bị điên không. Và mình đang chờ một cái thằng thông thái. Và đây có phải thông thái hay không? Cầu mong là thông thái đi nha. Mình giờ mình chỉ cần thông thái thôi. Thông thái để mình học thêm cho một thằng học văn thư cổ nè. Học giả nè. Siya, trung thực, sung sức. Cầu nó không điên. Và hai thằng này sẽ biết được cái thành phố cổ. Cầu cho nó biết được cái thành phố cổ đã mất. Đây, come on. Thông thái đi, thông thái, đây, chính là thằng thông thái mấy bạn. Ok, mình có thông thái và cho nó vô học. Và tối nay mình sẽ biết được kết quả. Nếu mà nó sẽ kiếm được, mình sẽ đưa quân qua. Mình sẽ thay, ây khoan, mình sẽ thay cái thằng để không khỏi nó bị mất học giả mấy bạn. Thông thái mình sẽ không, để nói nghèo mình sẽ quăng qua sắt trước đi. Mình cứ quăng qua sắt, không cho nó học nữa. Và mình sẽ chế tạo cái khiên để nó làm chiến binh. Nếu mình tìm được cái thành phố đó, mình sẽ đưa ba chiến binh của mình qua mình thám hiểm thử trước để coi nó là sao. Nó sắc thay nó nghề chiến binh đâu, chiến binh đây, ba chiến binh mà mình sẽ làm cho nó áo giáp thép, kiếm thép, ok luôn. Hợp lý luôn. Đâu rồi? Đây. Băng vô. Rồi.
Ok mấy bạn, tối nay không biết đánh con gì đây, và mình sẽ chờ cái thằng kia coi có tiến triển gì không. Mình chỉ cần tìm ra cái thành phố cổ này, nếu mà mấy con thuyền này mình không biết nó là sao nha, hay là mình tìm đi cái thành phố cổ này cái xong mình lấy con thuyền mình đi qua cái thành phố đó, hay là sau đó. Nhưng mà mấy hàng thường đi thuyền đó là đi tức là đi đâu đó. Không biết luôn. Giờ tài nguyên mình khá là giàu nên cũng chả cần lắm, gỗ thì thiếu hả. Mình sẽ thay thằng một dân làng đã sở hữu sức mạnh ấy để chinh phục bằng việc nghiên cứu văn tư cổ đấy. Cái thằng thông thái mấy bạn, cái thằng thông thái đó mấy bạn, nhà giả kim đấy. Mình nói mà, mình sẽ chế tạo cho nó giáp. Giờ mình sẽ làm nhà giả kim, một nhà giả kim, một trinh sát. Mình sẽ làm trinh sát, nó sẽ kiếm được cho mình là một cái, kiếm được cho mình cái hang bữa là mình sẽ đi vô. Wow, được đấy. Mình sẽ chế tạo cho mấy này cái rồi, một con tới rồi bạn. Mình không quan tâm, giờ mình chỉ cần thay đổi trinh sát. Mình cung rồi ta. Mấy con sói này mình làm cái gì mà cung tên. Rồi mình sẽ thay đổi cái hàng chăn thợ thuộc gia súc này xuống qua rồi sung trung thật chăm chỉ nè, cho thằng chăm chỉ này đi thay đổi nghề qua trinh sát. Trinh sát nó sẽ kiếm giùm mình cái hang rồi mình có thể đi buổi tối. Xếp trang bị đồ mình sẽ làm cho nó túi da khá là nhiều, khá là nhiều thằng nguyên. Giờ mình chỉ cần đi khám phá thôi mấy bạn. Ok luôn, mình sẽ cần thêm hai nhân sự nữa để mình làm nhà giả kim hả, không được. Rồi giờ mình chỉ cần thêm chiến binh thôi mấy bạn. Chiến binh thì lấy từ bên nào vậy ta, lấy nông dân hả? Nông dân cũng được, nông dân hai hả? Thôi mình cứ để nông dân, tại mình cần khá là cần nông dân chân thật cho mấy thằng này bạn. Nhà giả kim đâu, đây thằng này nhà giả kim mấy bạn, đây nè, thấy không? Đấy. Mình thấy nhà giả kim nó đang đứng kế bên này. Đấy. Quá là dữ luôn. Và nó không được trang bị cái gì hết mà. Không được trang bị gì hết. Và nó chỉ có một túi da thôi. Và giờ mình muốn chuyển cái nông dân. Yeah, nông dân qua thành chiến binh. Cũng ngồi hôm qua mình sẽ coi thằng nào trung thực chăm chỉ sung sức, mình sẽ lấy thằng chăm chỉ để mình đi làm chiến binh mấy bạn. Chế tạo là khiên, quên cái giờ này quên đó, đỏ óc mệt quá. Khiên đâu nhỉ, không thấy luôn. Khiên hay ok, và chiến binh ấy quên rồi. Đây chiến binh ok luôn mấy bạn, chiến binh quăng vô cho nó. Ủa mình chưa tạo nữa à, giúp thép. 4 chiến binh rồi mình có thể đi được, nhưng mà mình không biết đánh lại mấy con kia hay không, nhưng mà chắc cũng lại đó, tại mình khá là quân mình khá là mạnh. Và thằng trinh sát nếu mà nó về sớm á thì mình đi luôn. Đây thằng trinh sát nó về, 3 mảnh thiên thạch. Ủa đi dân này á. Ủa giả kiếm đây mà. Ủa có một người tới nữa. Mà mình giờ mình thì mình cũng cần gì đó mình cần. Rồi ok, chiến binh đủ 5 luôn các bạn. Giờ mình chỉ cần nông dân hả. Nông dân không cần đâu, mình sẽ tạo cho khiên nữa. Đâu, quân đội mình khá là khủng bố nha. Chế tạo cho kim thép vô gia thành phẩm này à, cho này vô nó làm gia thành phẩm mấy bạn. Gia thành phẩm đâu rồi, thuộc gia đây, cho làm lẹ lên xíu. Gia thành phẩm vừa hết rồi, 4 chiến binh, 1 giả kim,
Cái thằng kia, thằng không có chính xác. Ôi chà, chính xác chết nữa rồi mày. Khá là khó để lấy được cái hang động mấy bữa. Mình sẽ... mảnh thiên thạch này mình chả biết làm cái gì, mua bán không có gì luôn. Hay là cái gì ta? Sang thiệt. 4 thạch được giờ. Mấy bạn có một cái con ông vừa tới là ông cầm kiếm khá là ngầu. Không biết ông xin đồ ông cho mình gì không hả? Nói chuyện người là gầy gò nè. 5 thực phẩm. Kiếm lửa, thanh kiếm lửa sâu lần xuất hiện. Ô kiếm lửa mấy bạn. Anh ta nói rằng đã bị lưu đàn bày bởi tu sĩ vùng lãnh thổ phía Tây và chưa được ăn trong nhiều ngày. Mình có được cái gì không nhỉ? Anh ta để câu chuyện về các tu sĩ kiếm lửa. Wow, kiếm lửa thằng nào? Ủa gì anh ta kể câu chuyện thời phục thần bị cổ đai kiếm lửa, bạn thấy không? Quá dữ luôn. Ý, có một người đang thang chế tạo cho nó cái cung tên cái đã. Cung tên, cung tên chính xác. Cho nó mặc giáp này đi, cỡ nào nó không chết. Kiếm lửa vậy hay là mình để dành nha. Kiếm lửa ngầu bá liền, trung thật dũng cảm, mình sẽ quăng cho này cái kiếm lửa. Kiếm lửa, kiếm lửa nó đen luôn, nó ngầu quá. Cho nên sẽ anh tạo gì mà mình tạo tạo giá kiếm mà kiếm lửa, kiếm lửa và sẽ có thể bắt được. Một là chính xác trở về báo cáo một cái hang, một thông tin về một cái hang bí ẩn. Ok, đi với bạn. Đi không? Rồi mình sẽ hay là quăng thêm một thằng nữa nha. Thằng sợi thế gỗ đi. Rồi mình sẽ quăng mình sẽ thay đổi cái thằng chính xác thay đổi. Chế tạo khiên. Chính xác. Thay đổi lại rồi đi. Đâu rồi. Khiên này ok luôn. Chế tạo kiếm thép, cho nó kiếm thép em ơi, rồi cho nó giáp sắt cũng được rồi. Ok, đi khám phá hang thôi mấy bạn. Đấy, ngon chưa? Lục soát, stop, để tao lục soát cho. Một cái khiên hành quân phục để gì ta? Không biết nha, cũng khá là hồi phục thì mình cũng chả biết. Tấn công đi. Còn hồi phục, cái này là hồi phục nè mấy bạn. Hồi phục không biết gì hết, hồi phục để cho mấy anh này nó hồi phục không nó chết mấy bạn. Mình phải hồi phục trước khi hành quân nè. Thôi hồi phục dần lại. Ồ, khá là lôi cuốn à. Chơi càng lôi cuốn mấy bạn. Tại mình nhà giả kim bao lâu giờ mình cũng phải chờ thêm một hàng thông thái mình kiếm được hàng một hàng giả kim nữa bạn. Ok, hành quân. Hey, bữa mình cũng đi tới đây mấy bạn. Kiếm được cái này, mở túi, không biết có gì ở đây. Một hàng kiếm lửa, chính ngọc. Hồi phục không? Thôi tiếp tục, không cần hồi phục nữa. Khá là đông, 6 thằng rồi. Trời, con này là cái gì? Chơi đi. Mày mấy bạn không biết, là tao tấn công luôn. Nhà giả kim nó lại nha. Kiếm lửa hơi mạnh luôn mày. Kiếm lửa là hơi mạnh, cực kỳ mạnh luôn. Mấy bạn, tại kiếm lửa, má, ông kia sướng à. Tự nhiên đưa qua kiếm lửa lên chém mấy phát hư. Chém mấy phát là mấy thằng này bốc hơi này. Tiếp tục. Đúng. Cái gì đây? Thành phố cổ phải không? Kiểm tra coi. Nhà. Kiểm tra đi. Nhà giả kim đã giải mã thành công văn bản cổ. Giờ sao?
khá là hút. Titan kiên nhẫn chờ đợi chấm 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 để giải phóng sức mạnh của mình. Là sao ta? Cái này có vẻ có gì không, cổng đền được mở ra. Wow, đền nào? Nó có nói gì nữa vậy? Khá là hay. Hoàn thành, hoàn thành khám phá hang ngục. Quay lại. Mở cửa đền. Không, mình sẽ đi mở cửa đền mẹ. Khoan, mình sẽ mở cửa đền vào tập sau. Nếu mà bạn thích series này, hãy like và share, subscribe cho mình. Và tập sau mình sẽ khám phá cái đền này. Khám phá cái đền này là chắc chắn sẽ có nhiều cái gì hơn. Và hôm nay tập này mình chỉ được chơi đến đây thôi. Và mong các bạn hãy like và share cho mình. Cảm ơn tất cả. Và nhớ đón xem tập sau. Mình sẽ mở cửa đền cho mấy bạn xem. Trong đó sẽ...